mặc bikini đẹp lắm. Anh hay muốn gặp không? Em được thưởng thức là cái thích nhất của ảnh. Ôi trời, em thấy em thích chị á. Dạ, em chỉ tuyển máy bay thôi. Cứ quyết là không đụng vô, cứ nằm yên vậy đó. Em tên là Thanh Trung. Dạ, em 29 tuổi. Hiện tại em đang giám đốc bộ phận thanh toán phái sinh ở Sở Giao dịch Tài chính Singapore. Mời em. Em tên Hoài Hương. Dạ, em 35 tuổi. Hiện tại thì em làm thiết kế tự do. 35, 29. Bà xã Hương ông xã là 6 tuổi. Dạ. Ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Vợ em á là bạn của em gái em. Phải không? Bữa kia em gái em mới nói với em là anh hai, em có cái chị bạn kia hả, ngực to lắm, mặc bikini đẹp lắm. Anh hai muốn gặp không? Cái xong á em nói cũng vui vui á, thì em con trai mà cũng tò mò mà, thì muốn gặp. Cái rồi cái xong thế là em gái em sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thôi. Em nó hỏi có được không, có không em cũng chắc cũng được, nhưng mà thiệt ra cũng chưa chú ý lắm, để gặp lại lần nữa. Xí chị hỏi nè, cái hôm đó là em đã biết tuổi của vợ em chưa? Giờ biết chứ. Biết luôn? Dạ đúng rồi. Và đã có quyết định luôn trong đầu là lấy máy bay luôn chưa? Em cũng có xu hướng thích con gái lớn tuổi hơn em chút xíu. Tại sao? Quan điểm em thấy là con gái mình lớn tuổi hơn thì từng trải và có cái sự thông cảm. Với lại em nghĩ là tình yêu là không nên phân biệt tuổi tác. Đúng rồi, đó. Chính xác. Tức là cần một bờ vai để cho em nhõng nhẽo, đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra em không nói, em không nói tuổi thì em trẻ hơn chồng của em. Đúng rồi. Cái đó là chính xác luôn á. Và phải nói là thực sự mà nói là chồng em là một người có nhan sắc đó nha. Nói chung là nhìn là ấn tượng đấy nha. Vậy thì gặp chồng em lần đầu tiên có ấn tượng không? Với lại lúc đó em nghĩ là cũng không có được đẹp. Dạ, em đang được tút thôi. Với lại chồng em bảo là em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh. Cũng là em hưởng cái tốt nhất luôn á hả? Dạ. Nhưng mà cái hôm mà gặp nhau là em có biết là chồng em nhỏ tuổi hơn không? Trước giờ là em vẫn biết rồi, thì hẹn gặp ra nói chuyện cũng hợp. Vậy lúc đó xưng hô gì sao? Chị em. Chị em hả? Rồi. Ở khi về nhà thì em có nghĩ rằng là em với ảnh là sẽ hẹn hò và đi xa một chút nữa không? Dạ không, em cũng bình thường, tại vì em nghĩ cũng nhỏ quá, mình thì cũng hơi lớn tuổi, nên mình nghĩ chắc là cũng không vô gu được. Nhưng mà rồi em có nghĩ không? Thiệt ra là em cũng không nghĩ, tại vì em gái em bảo là nói chuyện vui thì tới gặp thôi, cộng thêm tại lúc đó em vẫn còn có bạn gái mà. Giai đoạn sau có em chia tay bạn gái của em rồi, có em cũng thấy thích em cũng định cua, nhưng mà có điều là em lại nghĩ là mới chia tay nhiều khi lại mình sốc nổi, có em lại ngồi em lại chay tịnh một thời gian nữa, cái xong sau đó 3-4 tháng có em mới thấy là cũng thấy thích. Cuối tuần đó em rảnh có em mới nhắn tin em hỏi là ủa cuối tuần này chị có hẹn hò với anh nào chưa? Chưa hẹn thì hai chị cho em cái hẹn nha, em đã máy bay về có em hẹn chị đi chơi. Trời ơi. Rồi sao nữa? Bà giờ em đồng ý. Ok rồi đi chơi, đi ăn uống rồi có em chở về nhà. Lát hồi em mới nói là ôi trời, em thấy em thích chị á, hay là mình hả quen nhau đi. Rồi có thấy là quen thôi. Rồi nhưng mà bao lâu thì em lấy nhau? 6 tháng là chồng em cầu hôn em. Nhưng mà lúc gia đình em biết là chồng em nhỏ tuổi hơn có ngăn cản gì không? Dạ, nói ra cái này thì nó cũng hơi buồn cười một tí, là vì thực ra đó giờ nhà em là hả nữ luôn luôn là lấy chồng nhỏ tuổi hơn mà rất là nhiều. Với em là thuộc dạng nhà thấy bình thường lắm luôn á. 6 tuổi là nhỏ nhất, cái khoảng cách nhỏ nhất trong nhà em á. Ví dụ nữ nào? Đầu tiên là cô của em lấy chồng nhỏ hơn 13 tuổi. Rồi thêm chị họ lấy chồng cũng nhỏ hơn 6 tuổi. Nhưng mà rồi anh của em á là anh em bình thường, lấy vợ. Dạ lấy vợ. Nhỏ hơn. Dạ, dạ nhỏ hơn. Chứ không có lấy máy bay đúng không? Dạ không. Rồi quay lại. Dạ em chỉ tuyển máy bay thôi chứ không có. Sau khi mà lấy cô ấy rồi á thì em có dựa vô bờ vai của cô ấy để nhõng nhẽo không? Trời ơi, dựa hoài chị ạ. Em với nhà nhõng nhẽo lắm, tại vì trong công ty á là mình làm quản lý thì mình phải thể hiện là mình nghiêm túc. Đó, mấy chương trình này tiếng Việt thì ra nhân viên trong công ty cũng không biết, thì cứ nói thoải mái. Thì về nhà cái xong hả có vấn đề gì thì cũng chia sẻ với vợ, thì vợ lại thông cảm và hiểu chuyện, thì vợ lắng nghe, thì cái đó là em nghĩ là cái đó quan trọng nhất, tất cả các ông chồng mà đều muốn. Chị chưa hình dung là em nhõng nhẽo như thế nào luôn á. Ví dụ coi làm ví dụ cái em nhõng nhẽo đi coi. Còn cái đó ngàn giọng rồi. Em làm vậy nhưng mà đều phải có cảm xúc nó mới. Xong lúc đó thì em sẽ ôi thương vợ thương. Chung mà đúng rồi. Xong rồi con thấy là em lại đưa tay qua em ôm.
Ôm xong rồi dựa, đúng không? Ôm vô, cà cà vô là vui à. À, cà cà vô mới vui. Là cái thế là thế trong em. Mà thường mà con nít đó hen, là sao cái thế trong em đó là phải cho nó bú bình á. Cái này chắc đó là bản năng đó chị. Hay là em cũng cái giọng nhẹo chữ đó mà có ý gì đúng không? Em nghĩ là cái đó là sao đó vợ có đưa cái bình cho bú không? Dạ có chứ. À, nhưng mà em... ha, đừng hỏi thêm nữa à, ha. Tự động kiếm. Hèn gì cái giọng nhẹo hoài. Bởi vậy thế trong em kỳ lắm. Thực ra là nghe hai bạn trải chuyện thì nói chung rất là vui và rất là thú vị. À, chắc chồng em chắc không có tật xấu gì đâu đúng không? Có chứ, rất là hay giận vợ. Em là chưa bao giờ dám giận chồng hết á. Bé nhõng nhẽo. Giận vợ, giận dai, rồi giận mấy cái khó đỡ. Khó đỡ là sao? Ví dụ chẳng hạn có một cái trường hợp là mình có ý tốt nhưng mà bị giận. Nghĩa là hai vợ chồng sáng đó đi cùng tàu điện thì lên tàu thì có hai cái ghế trống hai bên, có một người ngồi giữa. Thì em mới ngồi ở cái ghế trước rồi. Sau đó em kêu là chồng em ngồi cái ghế kia đi. Chồng em bảo là không, anh thích đứng. Nhưng mà em thì nghĩ là chồng em ngại để em di chuyển lại thì em cứ đứng lên em đi qua bên kia ngồi. Thế là chồng em rất là bực bội, rất là giận, giận y luôn. Chắc là cũng phải một hai ngày gì đó. Thôi lại giận. Cái vấn đề là nếu mà vợ em đi qua đây ngồi và em ngồi ở đây thì hai đứa ngồi hai bên. Cái đó là cái em không muốn, em thích em đứng kế vợ em để em nói chuyện với vợ em. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, em đã nói trước là hả, thôi anh không cần ngồi. Thật sự hả, khi mà em nói cái gì á thì em yêu cầu là cái chuyện đó là phải được. Mà nói giận nhiều là không có. Hai vợ chồng quen nhau giận nhau em đếm chỉ được có 3 lần thôi. Ba lần. Tại sao lúc đó em không nói luôn cái ý của em cho vợ em biết? Cũng có nói nhưng mà vợ em đã đi để dọn bước đi qua bên kia rồi thì em có kéo tay lại, nhưng mà người ta nhìn vô thì người ta tưởng là hai vợ chồng cãi nhau. Cái gì đó đúng rồi. Thành ra em mới thấy thôi vậy thôi, cứ ngồi xuống xong rồi ha, cứ tiếp tục giận nhau rồi có hả, từ từ tối về nhà giải quyết. Thì thường á, là mỗi một cái lần mà giải quyết cái chuyện để hết giận thì làm cái gì? Trong em nữa hả? Đúng rồi, bỏ luôn, không thèm. Mình muốn chạm vô là mình không chạm được á. Kiểu mà phừng phừng xong rồi ngồi cứ đọc truyện tranh rồi chơi game hay là đọc bài gì đó nhưng mà hả? Bé khó chịu mà tại vì bé ngủ bé phải mâm sữa. Đó, bởi vậy mà cương quyết là không đụng vô. Cương quyết là không đụng vô cái nằm yên vậy đó. Ngồi mà mấy mà mở mắt để đó thôi là chút xíu ngủ rồi thì ra ngủ không được thì vợ cũng nói rồi, hai đứa ngủ không được thì ngày hôm sau mệt quá cô mà thôi ngồi nói chuyện nhau xong rồi hai đứa hiểu nhau rồi thôi. Cái đó cũng là cái mà em thích ở vợ em. À, thêm một cái nữa đúng rồi, đó là hả, kỹ tính quá. Cái này là em thấy là giống như là có bệnh luôn á chị. Chẳng hạn tối đi ngủ bắt đầu thiêu thiêu ngủ rồi mới quay qua hỏi vợ, vợ khóa cửa chưa? Rồi chắc không? Chắc. Bật dậy cái đi ra ngoài kiểm tra là cửa khóa chưa. Không thể cái giọng chắc á, nó không thể hiện được cái sự tự tin. Chừng nào mà nghe mà em cảm thấy tự tin không, em sẽ không kiểm tra. Nhưng mà chưa tự tin không thể ra kiểm tra bình thường là khóa rồi. Tốn công là đang thiêu thiêu ngủ không tỉnh dậy nằm vô giấc ngủ lại làm à, chưa? Cẩn thận. Dạ đúng rồi. Yeah. Cảnh giác. Nếu như mà em muốn chồng em thay đổi thì em muốn chồng thay đổi cái gì? Không kêu bà vợ nữa. Ok. Không kêu là bà vợ nữa. Yeah. Đúng không? Lúc nào cũng bà vợ. Hỏi đáp luôn nè, không kêu bà vợ nó được không? Được, từ từ sửa thôi. Mặc dù em biết là kêu là tình cảm đó nhưng mà nghe bà vợ. Bé vợ đi. À, rồi. Bé vợ, bé yêu gì cũng từ được. Từ bé vợ nó hay ngượng ngượng. Vợ được rồi, vợ được rồi. Kêu vợ ơi, vợ à. Rồi. Tại vì nếu như mà hai bạn bồng đồng tuổi với nhau thì chắc có lẽ là em sẽ không quan ngại về cái chuyện đó. Nhưng ở đây là cái chuyện hai người chênh lệch với nhau thì rồi, chắc chắn rằng là vợ em sẽ có cái suy nghĩ là hơi có gì đó. Thế nhưng mà em yên tâm, ví dụ chồng em có giới thiệu như vậy đi chăng nữa ra mà em không nói tuổi của em, không ai biết là em lớn tuổi hơn chồng em. Đảm bảo luôn. Cho nên em không cần phải lăn tăn về vấn đề đó nếu như chồng em lỡ miệng mà quên. Em hiểu không? Vô tư đi, yên tâm đi. Nhưng mà khó chịu chị. Và đúng, bây giờ muốn là khó chịu riêng thôi. Muốn thay đổi xưng hô thôi đúng không? Rồi, muốn lợi dụng chương trình này thay đổi xưng hô. Ok rồi. Rồi ok rồi, cho thêm một cái nữa thôi. Mỗi lần giận vợ thì nói cho vợ biết, đừng có hầm hầm quá nãy nọ. Đừng có bắt vợ đoán ý phải không? Dạ.